Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay, anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. 8 giờ sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm 7 đại biểu tham dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Kỳ họp sẽ xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách như quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng chống dịch COVID-19 quy định tại nghị quyết số 30 của Quốc hội. Về vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước, Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định về công tác nhân sự. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tích cực triển khai công tác kiểm tra giám sát, qua đó số lượng đảng viên tổ chức đảng được kiểm tra tăng so với năm 2021. Số tổ chức đảng bị kỷ luật tăng nhưng số đảng viên bị kỷ luật giảm mạnh so với năm trước. Vi phạm chủ yếu của các đảng viên bị kỷ luật là về chính sách dân số nhưng vẫn có đảng viên bị xử lý về mặt pháp luật. Nội dung vi phạm chủ yếu của các tổ chức bị kỷ luật là thiếu trách nhiệm cho công tác quản lý đất đai. Một số ủy ban kiểm tra đã thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra cách cấp. Tập trung kiểm tra giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, phòng chống dịch COVID-19, mua sắm vật tư y tế. Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định trích ngân sách gần 45 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tỉnh sẽ tổ chức thăm tặng quà trên 33.800 suất quà cho người có công, gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân, mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng, thăm và tặng quà chúc thọ cho trên 32.000 người từ 70 tuổi trở lên với mức từ 200 đến 500.000 đồng một người. Tặng quà cho trên 8.000 hộ nghèo với mức 300.000 đồng một suất và 4 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh với mức 3 triệu đồng một đơn vị. Công ty cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng là chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ vừa hoàn thiện hạ tầng mặt bằng với hơn 400 điểm bán hàng miễn phí cho nhân dân trong và ngoài xã ngày trước Tết. Để hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản tại khu chợ đầu mối tập trung trong dịp Tết, công ty đã đẩy mạnh tiến độ thi công nên chỉ trong gần một tháng đã hoàn thiện hạ tầng mặt bằng phần diện tích xây dựng chợ, được chia thành hơn 400 kiosk điểm bán hàng ngoài trời phục vụ miễn phí người dân. Khu chợ nông sản xây dựng trên diện tích 2 hectare gồm nhiều phân khu như khu kinh doanh thực phẩm, kiosk cho thuê, khu chợ ngoài trời, bãi tập kết hàng, kho đông lạnh bảo quản hàng hóa. Năm nay những chợ bonsai linh vật mèo biểu trưng năm 2023 từ những trái dừa khô đang thu hút khách. Nhà vườn cho biết sản lượng bán có thể gấp 3 lần năm ngoái. Anh Lê Hồng Quân, đại diện một nhà vườn lớn ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, nhà vườn đã bắt đầu chế tác bonsai dừa tạo hình linh vật mèo kể từ tháng 6 năm 2022. Số lượng bonsai dự kiến tung ra thị trường năm nay có thể hơn 600 sản phẩm. Con số này gấp 3 lần so với năm ngoái. Quá trình tạo mẫu linh vật hoàn toàn thủ công nên không thể sản xuất số lượng lớn, sản phẩm bán ra thị trường có hạn. Giá dao động khoảng 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một sản phẩm, tương đương với mọi năm. Đặc biệt, có những chậu bonsai trang trí bắt mắt, tiểu cảnh sinh động, có mức giá lên đến vài triệu đồng mỗi chậu. Hôm nay, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng thành phố đang thay đổi các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cặp cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và khu vực cầu phao lối mở phường Hải Yên, cửa khẩu Ca Long. Theo đó, lực lượng chức năng dùng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR đối với hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra, thành phố hủy bỏ thực hiện các biện pháp kiểm tra như kiểm tra theo lô, kiểm trùng từng chiếc. Chỉ cần có bảng tổng hợp thông tin, khai báo hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm định và kiểm dịch. Mặc dù nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 trong khu vực cửa khẩu, nhưng chính quyền thành phố Móng Cái vẫn yêu cầu người dân ra vào duy trì việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung đông người. Lái xe trung chuyển của cả Việt Nam và Trung Quốc vẫn phải mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bao giày trong quá trình làm việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng phải hội ý với chuyên gia để có các giải pháp phù hợp với thực tế, cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống bê tông sâu 35 mét.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết phương án khoan guồng xoắn vẫn được duy trì, tuy nhiên đơn vị cứu hộ sẽ kết hợp thêm các phương án khác như đào sới. Các chuyên gia đang bàn bạc thảo luận thêm các phương án. Hiện tại, đội cứu hộ vẫn tập trung sử dụng thiết bị phương tiện để đưa đoạn ống đầu tiên lên. Sau đó, đội sẽ triển khai phương án cứu hộ tiếp theo. Hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian đưa em bé lên khỏi mặt đất. Chiều tối qua, tỉnh Đồng Tháp thông tin sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị cứu nạn kết luận bé trai 10 tuổi đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Tối qua, một bé gái 3 tuổi ở tỉnh Bắc Giang rơi xuống ống cống không được đậy nắp ngay trước cửa nhà và bị nước cuốn trôi. Người dân phải bật nắp cống cách đó khoảng 10 mét để tìm kiếm và cứu nạn nhân. Sự việc xảy ra tại khu vực ngã tư Cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Một bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. Nắp cống này đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298 nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy ra sự việc, trong cống có nước chảy xiết nên cháu bé bị cuốn trôi trong ống cống. Độ sâu cống này khoảng 1 đến 2 mét. Người nhà cùng hàng xóm chạy theo dòng nước và bật một nắp cống cách đó gần 10 mét thì phát hiện cháu bé bị mắc lại bởi hệ thống phân dòng nước của cống. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Lý Trường Nam ở thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng có phần diện tích thu hồi 64 ha của 400 hộ trên địa bàn thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải. Trước đó, các ban ngành đoàn thể của huyện Văn Lâm tuyên truyền vận động được 399 hộ đồng thuận nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, còn hộ gia đình ông Lý Trường Nam ở thôn Thanh Đặng với diện tích 472 m2 đất nông nghiệp cố tình không chấp hành. Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức cưỡng chế theo luật định. Cuộc cưỡng chế đã diễn ra thành công, an toàn. Các nhà quản lý tại Liên minh châu EU hôm thứ Tư vừa qua đã phạt công ty mẹ của Facebook là Meta hàng trăm triệu euro vì vi phạm quyền riêng tư và cấm công ty buộc người dùng ở 27 quốc gia thành viên của EU đồng ý với quảng cáo dựa trên các hoạt động trực tuyến của họ. Mức phạt được thông báo từ Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, cơ quan quản lý và áp dụng bộ quy tắc chung về bảo vệ dữ liệu của châu Âu tại Ireland. Đây là kết quả của hai cuộc điều tra độc lập từ năm 2018 đối với Meta. Meta và các công ty công nghệ lớn khác đang chịu áp lực từ các quy tắc về quyền riêng tư của EU, một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất trên thế giới hiện nay. Các cơ quan quản lý của Ireland đã phạt Meta thêm 4 vụ vi phạm quyền riêng tư dữ liệu kể từ năm 2021 với tổng số tiền phạt hơn 900 triệu euro. Và có nhiều trường hợp khác đang chờ xử lý đối với Meta. Ngành đường sắt Ấn Độ đang có kế hoạch triển khai các đoàn tàu chạy bằng nhiên liệu hydro trên các tuyến đường di sản vào tháng 12 năm nay, biến chúng thành tuyến đường sắt hoàn toàn xanh. Dự kiến Ấn Độ sẽ triển khai tàu chạy nhiên liệu xanh trên 8 tuyến di sản. Các đoàn tàu chạy bằng hydro mới được xây dựng, được gọi là Vander Metro, sẽ được sản xuất với số lượng lớn, thay thế các đoàn tàu hiện tại, sản xuất vào những năm 1950 và năm 1960. Phần lớn các đoàn tàu Ấn Độ hiện nay chạy bằng dầu diesel hoặc điện. Tàu chạy bằng hydro sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon và đạt được các mục tiêu khí hậu. Theo dữ liệu từ Tổ chức Tài chính Đan Mạch, trong năm 2022, số vụ cướp ngân hàng ở Đan Mạch đã giảm xuống mức 0 nhờ tăng cường an ninh và giảm sử dụng tiền mặt. Theo dữ liệu này, các vụ cướp ngân hàng ở Đan Mạch đã giảm dần kể từ năm 2000 khi có 221 vụ xảy ra. Tới năm 2021, Đan Mạch chỉ ghi nhận một vụ cướp ngân hàng duy nhất và sang năm 2022, số vụ cướp ngân hàng là 0. Việc tăng cường giám sát bằng camera, cải thiện hệ thống báo động và hợp tác chặt chẽ hơn với cảnh sát đã giúp giảm con số. Việc người Đan Mạch sử dụng thẻ và ứng dụng thanh toán tăng vọt cũng đồng nghĩa với việc có ít tiền mặt hơn trong lưu thông. Việc rút tiền mặt đã giảm khoảng 75% trong 6 năm qua. Chính phủ Tây Ban Nha vừa ban hành quy định buộc các công ty sản xuất thuốc lá phải thanh toán chi phí thu dọn hàng triệu đầu thuốc lá mà người hút bỏ đi hàng năm. Theo quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6 tháng 1, các nhà sản xuất thuốc lá cũng sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng không vứt đầu mẩu thuốc lá ở các nơi công cộng. Tuy nhiên hiện chưa rõ cách thu dọn đầu thuốc hay tính toán chi phí. Đầu lọc thuốc lá là một trong những dạng rác phổ biến và cần tới khoảng 10 năm để phân hủy. Trong quá trình này, chúng thải ra các chất độc hại như thạch tín và chì. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.